Chào các bác nhé, giới thiệu với các bác mấy con quạt tản nhiệt bên em. Quạt này chuyên dùng cho tủ điện, cây server, hàng mới 100%, không phải quạt cũ tháo máy đâu các bác. Thông số cụ thể từng mã các bác xem trong bài giúp em nhé. Bên em chuyên cấp các loại thiết bị, phụ kiện cho tủ điện. Anh em cần loại gì, liên hệ số Zalo em để trên màn hình nhé.